hãng xe điện Tesla của Mỹ đã thực hiện thu hồi hơn 40.000 xe mẫu S và X sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 do lỗi ở hệ thống lái. Và như vậy là tính tổng trong năm nay, thì hãng xe của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện 17 chiến dịch thu hồi với tổng cộng là 3,4 triệu chiếc xe. Thông báo của Tesla nêu rõ các xe nằm trong diện thu hồi có thể bị mất trợ lực lái khi di chuyển trên đường gồ ghề hoặc sau khi vấp phải ổ gà. Nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Texas này đã đưa ra bản cập nhật phần mềm trực tuyến để hiệu chỉnh lại hệ thống sau khi hãng bắt đầu tung ra phần mềm cập nhật vào ngày 11 tháng 10. Phần mềm này được sử dụng để phát hiện tốt hơn lỗi ở bộ phận trợ lái. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ cho biết việc mất đi trợ lực lái có thể khiến người điều khiển xe phải mất sức lái hơn, đặc biệt ở giải tốc độ thấp và làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Tesla cho biết đã xác định được 314 cảnh báo liên quan đến tình trạng mất trợ lực lái này, song chưa nhận được báo cáo nào về các vụ va chạm gây thương vong.